Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Trung của Apple TV đây. Hôm nay mình lại có số kèo lên cho tất cả anh em nhá. Thì trước mặt mọi người đây. Đấy, mình vẫn còn một ít máy này, vừa hàng zin có này, nói chung là đủ tất cả các loại cho anh em luôn, từ zin này hay là thay màn này, hay là màn ám, màn phim này. Và đặc biệt hôm nay nhá. Hôm nay mình hôm trước có rất nhiều anh em hỏi mình bảo tại sao lâu rồi anh không thấy anh bán iPad, em không bán iPad. Thì hôm nay mình về được cho anh em mấy cây iPad nhá. Nói chung là iPad này thì là hàng chất anh em ạ, hàng nguyên hộp anh em nhá. Hàng chất nguyên hộp như này luôn. Nói chung là đây thì mình sẽ lên cho anh em, nói chung không có nhiều. Đấy, mình về được mấy con thì cũng có một hai anh em đặt trước rồi, thì mình lên cho anh em hai con này, màu trắng và màu vàng, cái cực kỳ đẹp. Đây mình lên cho anh em từng con một. Mình lên cho anh em từng con một nhá. Đấy, những cái hàng này anh em nguyên yên tâm đi này, còn nguyên cả những cái này trong máy luôn anh em nhá. Đây. Một con iPad anh em nhá. iPad Gen 6, mọi người thông cảm giúp mình là mình phải để xa một chút anh em nhìn thấy nhá. iPad Gen 6 màu vàng mà cực kỳ đẹp luôn đây. Chưa sạc một lần nào anh em nhá. Máy chưa sạc lần nào đâu. Máy quốc tế full chức năng. Đây là iPad Gen 6 anh em nhá, bản SIM cộng Wi-Fi. Có nghĩa là mọi người lắp được cả SIM của Wi-Fi. Riêng iPad nhá anh em nhá. iPad này, Gen 6 này, bản SIM cộng Wi-Fi này. Máy đẹp keng không một vết xước anh em nhá. Pin 100%. Đấy. Nguyên siêu nguyên hộp luôn anh em. Nguyên siêu nguyên hộp luôn nhá. Con màu hồng à, con màu vàng vàng này thì mình để cho anh em với giá là 5 triệu. iPad Gen 6 thế hệ, iPad thế hệ Gen 6 nhá. Bản SIM cộng Wi-Fi. Người ok chưa? 5 triệu đồng tròn cho tất cả anh em, 5 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPad màu trắng nữa, cũng là iPad Gen 6 mọi người nhá. Con này màu trắng. Con này pin con này cũng nói chung đẹp, cũng không khác gì con đấy luôn. Anh em ạ, con này đẹp cũng không khác gì con đấy nhá. Con này màu trắng, mọi người ơi chưa? Con kia thì màu vàng. Đẹp cũng keng spiang luôn, không một vết xước nào luôn anh em nhá. Lỗ trắng tinh luôn. Lỗ sạc trắng tinh luôn, sạc ít lần cực ít luôn. Ui, sorry anh em. Sạc cực ít luôn, máy màu trắng. Con này màu trắng thì để rẻ hơn cho anh em 200. Anh em nhá. Con này để cho anh em giá là 4 triệu 8. Con kia là để cho anh em giá 5 triệu. Vẫn còn nguyên cả hộp cho này cho anh em luôn. Anh em nhá. Vẫn còn nguyên cả hộp này cho anh em luôn. Khi gửi anh em thích nhá, mình tặng cho em cả hộp nhá, mình tặng cho mọi người cả hộp luôn. iPad Gen 6 bản SIM cộng Wi-Fi, đẹp keng spiang, không zin, tặng máy luôn cho anh em nhá, không phải bàn đâu, không zin tặng máy luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 4.800.000 đồng cho tất cả mọi người. 4.800.000, máy màu trắng nhá. Còn con kia màu vàng thì để cho anh em là 5 triệu. Đấy, 4.800.000 và 5 triệu, anh em nào thích lấy con nào thì ebook mình sẽ gửi chi tiết cho anh em. Máy mình bao zin hết anh em, nói chung là máy đẹp lắm. Những bọn này thì máy đẹp keng rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu vào điện thoại cho mọi người nhé. Không để anh em đợi lâu nữa này. Một con iPhone 11 64GB, máy quốc tế full chức năng, màn GX pin 100%. Mỗi hôm để cho anh em giá 4.3 triệu đúng không? Này để cho anh em giá đâu à? Đẹp đẹp dã man luôn, pin cao luôn anh em nhá. Pin thay mới 100% rồi nhá, không phải pin kém đâu. Pin mới 100% rồi. Máy màu trắng để cho anh em giá là 4.200.000 đồng kèm phụ kiện. 4.2 triệu kèm phụ kiện. iPhone 11 quốc tế full chức năng 64GB, 4.2 triệu phải đi đầy đủ nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một ít hàng 12 Zinap, 12 64GB quốc tế zin full Zinap. Anh em nhá, pin kém. Đấy, pin dưới 80. Còn lại là zin hết, mình bao zin full Zinap luôn. Hôm nay để luôn cho anh em giá là 6.200.000 đồng. Anh em không nghe nhầm đâu. Hôm nay mình bán nốt cho anh em để về lô mới nha anh em nhá. Đấy, những anh em nào hôm trước hỏi mình 6.3 nhá, hôm nay để cho anh em giá 6.2. 6.2 12 thường zin full Zinap anh em nhá. 6.200.000 đồng cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 64GB cũng zin full Zinap. Con này pin zin 8687, cao hơn con màu trắng. Để cho anh em với giá là 6.5 triệu. Con màu trắng pin kém để cho anh em giá 6.2 triệu. Con màu đen thì pin 8687, pin zin thì để cho anh em giá 6.5 triệu anh em nhá. Còn tình trạng đều zin full Zinap hết. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 đỏ cũng zin full Zinap, đẹp keng luôn. Con này đẹp keng nhá. Con này đẹp keng đấy anh em ạ, lại còn pin cao, pin 8586, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì. Con này mình để cho anh em giá là 6.8 triệu anh em nhá. iPhone 12 thường 64GB, hàng zin full Zinap, đẹp keng luôn mà không có vết xước anh em nhá. 6.800.000 đồng cho tất cả anh em luôn. Đấy, 6.2 triệu, 6.8 triệu, tùy anh em thích lấy con nào cũng được. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max bản 256GB, máy quốc tế, màn phim, pin 83%, men zin phim đây nhá. Phim thì bao cho anh em chọn đời không lan. Đấy, máy Mỹ LLA 256GB để cho mọi người với giá là 6.700.000 đồng cho anh em. 6.700.000 đồng cho tất cả mọi người. 11 bộ mắc 256GB màu vàng gold, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá. 6.700.000 đồng cho tất cả anh em.
Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max bản 256GB, máy quốc tế màn mực, pin mới 100 chứ nhỉ. À con này mình chưa thay pin. Em nhá, con này mình chưa thay pin. Chưa thay pin để cho anh em ra là 6 triệu, 11 Max 256GB, máy quốc tế full chức năng full face đi. Nếu mà cả thay pin thì cho anh em giá 6 triệu 2, pin 100% anh em nhá. 6 triệu đồng không thay pin. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Max nữa, bản này cũng là bản 256GB, máy quốc tế full chức năng màn zin mực, pin 83%, pin zin theo máy. Con này thì màn mực trên này nhá, con ở dưới này thì mình hôm qua mình bán cho anh em rồi, con mực này là mực trên này. Đấy, pin 83 để cho anh em với giá là 6 triệu 2 anh em nhá. 11 Max 256GB, máy quốc tế full chức năng không lỗi lầm gì, 6 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả anh em, 6 triệu 200 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 Pro bản 256GB, máy quốc tế zin full, 2 sim vật lý anh em nhá. Máy quốc tế zin full 2 sim vật lý này, con này lắp trực tiếp được 2 sim vật lý, không phải là một eSIM đâu mà là 2 sim vật lý trực tiếp luôn anh em nhá. Cực kỳ ngon, cực kỳ tiện lợi cho anh em nào thích dùng 2 sim. Đấy, một sim anh em có thể dùng làm công việc này, một sim anh em có thể dùng là để nghe gọi hoặc là làm mạng. Nói chung là máy quốc tế mình bao zin hết anh em nhá, bản 256GB không zin mình tặng máy luôn. Con này mình để cho anh em giá là 12 triệu 500 nghìn đồng cho anh em, 12 triệu 500 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max 128GB, máy quốc tế full chức năng màn zin AM anh em nhá. iPhone 12 Pro Max 128GB, máy quốc tế full chức năng màn zin, nhưng mà màn zin AM nhá. Màn zin AM mọi người ok chưa? 12 Max này, 128GB máy Mỹ LLA này, mấy con 256GB thì mình có khách anh em cọc hết rồi. Mình thì có anh em cọc hết 256 rồi. Đấy, iPhone 12 Max máy Mỹ LLA 128GB máy quốc tế full chức năng, pin kém anh em nhá, con này để cho anh em giá là 7.900.000 đồng. 7.900.000 đồng cho tất cả anh em. Mà để cho anh em con này với giá là 7 triệu mấy đây. À quên, 7.900.000, 8.8, quên lại 7 triệu, à 8.900.000 thì thôi. 8.900.000 anh em nhá. Sorry anh em nhá. 8 triệu tôi để cho anh em con này với giá là 8.800.000 đi đâu anh em. 8.800.000 đồng cho tất cả anh em. iPhone 12 Max 128GB, 8.800.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max 128GB, full chức năng, pin 83%. Con này là máy zin anh em nhá, con này là màn zin nhá anh em nhá. Con này là màn zin. Đấy, con này màn zin thì để cho anh em với giá là 11 triệu bao nhiêu ạ? Màu vàng gold luôn. Để cho anh em ra là 11.800.000 đồng nhá. 11.800.000 đồng. Anh em đã có 12 Max 128GB màu vàng gold, máy quốc tế full chức năng full face ID dùng rồi, pin zin 8X anh em nhá. 11.800.000 đồng cho anh em, máy Mỹ, máy LLA. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB, máy quốc tế thay màn, vỏ đẹp tầm 99 luôn. Đấy, vỏ đẹp tầm 99 luôn, pin mới 100% anh em nhá. Pin mới 100%, con này mình để cho anh em với giá là 8 triệu. Tại vì bởi vì mình đã thay pin mới 100 cho anh em rồi. Đã thay pin mới 100% cho anh em rồi. iPhone 12 Max máy quốc tế full chức năng main zin màn thay anh em nhá. Mọi chức năng ok hết, face ID đầy đủ, cam nét căng. Để cho anh em với giá là 8 triệu đồng nhá. 8 triệu đồng 12 Max 128GB màu xanh, máy cực kỳ đẹp. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max 128GB máy quốc tế màn ám. Ui giời. Con này thực sự là đen này. Con này chính là mới đầu từng là bán nhanh nhất thì sau thành bán chậm nhất này. Con này thì mình báo luôn cho anh em là pin đang kém anh em nhá, màn zin ám, pin kém, để cho anh em với giá là 8 triệu 2. 8 triệu 2 anh em đã có iPhone 12 Max 128GB máy Mỹ màu vàng, vỏ đẹp, vỏ đẹp luôn anh em nhá, màu vàng gold, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, 12 Max 128GB màn zin ám, 8.200.000 đồng cho anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Max nữa, 128GB máy quốc tế màn mực. Đấy, 128GB này, pin 84-85 này, mực ở dưới đây anh em nhá. Mực ở dưới đây mọi người ok chưa? Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, pin 84%, 84-85%, màn mực như này để cho anh em với giá là 7 triệu bao nhiêu ạ? Hôm nay để cho anh em giá là 7 triệu 8 đi. 128GB iPhone 12 Max 128GB 7.800.000 đồng cho anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em X Max. Đấy, hôm trước anh em nào hỏi mình X Max nhỉ? X Max hàng zin full zin áp cho anh em đây. Zin full zin áp đây, đẹp đây anh em ơi. Đấy, màn thì gần như không một vết xước, không có vết xước nào luôn anh em nhá. iPhone 10 còn gọi là iPhone X Max bản 256GB, zin full zin áp đẹp 99 keng anh em nhá. 6.600.000 đồng cho anh em.
iPhone X Max 256GB zin full zin app đẹp 99 keng, gọi là zin keng app đi anh em nhá. Pin zin 8x 6.600.000 đồng cho tất cả mọi người. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X Max nữa. Ui rồi ôi, con này là X Max 64GB, cũng hàng zin full zin app anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, hình thức màu vàng gold, đẹp keng luôn. Đấy, pin zin đang kém. Bởi vì pin zin nó kém rồi, con này pin zin nó kém đây, hình thức này đẹp cho anh em. Mà hàng zin app nhá. Đấy, không zin tặng máy luôn. Con này mình để cho anh em giá là 6 triệu bao nhiêu ạ? 6 triệu màu vàng gold hả? Màu vàng gold để cho anh em với giá là 6 triệu ấy. 6 triệu đồng cho anh em nhá. 6 triệu đồng zin full zin app. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường, màu vàng, men zin màn zin pin zin 8788%, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì anh em nhá. Con này mình để cho anh em với giá là 5 triệu 3, 11 thường quốc tế full chức năng 64GB 5.300.000 đồng cho anh em. Tiếp theo nữa là mình lên cho anh em iPhone XR. Ôi giời ơi, hôm nay hai con iPhone XR anh em nhá. Một con hai con đều 64GB, pin zin 8889. Zin áp hết anh em nhá. Hai con này đẹp keng zin áp hết, một trắng một đỏ. Hôm nay để cho anh em đồng giá đi. 4.3 triệu đồng giá, anh em nào nhanh tay thì thích con nào lấy con đấy anh em nhá. Con này pin 87 này, 87 pin zin chuẩn 88 này, con này pin 88 pin zin chuẩn 89 này, 89 này. Máy tính chuẩn là 89 này, máy quốc tế zin full zin áp đẹp keng luôn anh em nhá. XR đây, cấu hình gần như iPhone 11 luôn, màn bằng iPhone 11, hiển thị như thế luôn, đều là 6.1 inch nhá. Mà rẻ hơn được hơn một củ anh em ạ. Rẻ hơn được hơn một củ. Em ghê chưa? Zin full đẹp keng zin áp anh em nhá, để cho anh em giá là 4.300.000 đồng một em. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con iPhone 13. iPhone 13 quốc tế full chức năng 128GB màn mực. Đây, hai con mực đây. Đấy, hai con mực này bằng tiền nhau anh em nhá, 7.9 triệu một con. iPhone 13 thường, máy Mỹ LLA quốc tế full chức năng 64GB. Đấy, mực một tí thì tí thôi. Đấy, hình thức ok, cam nét căng fake đi đầy đủ nhá, màu hồng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hai con này đây, mực đây này. Mình để cho anh em với giá là 7.900.000 đồng một em nhá, 7.9 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 13 Pro. Đây rồi. 13 Pro này, 256GB này, pin zin 84% này, máy quốc tế zin app này. Để cho anh em giá là 12 triệu 5 em nhá. Máy zin app viền đẹp, không zin tặng máy, 12.500.000 đồng. 13 Pro bản 256GB. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max, máy quốc tế, men zin màn thay, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì nhá, Face ID đầy đủ luôn. Để cho anh em giá là 4 triệu. iPhone X Max 4 triệu đồng. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X đây. Hôm trước anh em là hỏi X này, X64 đẹp keng, gọi lại đây, mình vỏ zin đây, đẹp như này cho anh em tự đánh giá. Không lúc mình bảo keng anh em lại bảo không keng đúng không. Zin full zin app anh em nhá, máy quốc tế full chức năng không lỗi làm gì, zin full zin app. Để cho anh em giá là 3.700.000 đồng cho anh em. iPhone X trắng đẹp như thế này, zin full zin app 3.700.000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS, máy quốc tế, men zin màn zin, pin thay mới 100% rồi, cũng đẹp keng spec luôn anh em nhá. XS64GB máy Mỹ LLA. XS64GB máy Mỹ LLA full chức năng, full Face ID. XS64 này máy Mỹ LLA pin mới 100% rồi nhá, để cho anh em ra 4.5 triệu. 4.500.000 đồng cho tất cả anh em. Thì hôm nay mình có số kèo đây lên cho tất cả mọi người. Mọi người cần mình mua bán hay tư vấn sửa chữa bất kỳ những dòng máy nào, cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Đấy, và anh em nào hôm nay mà ưa thích iPad, hay là hôm trước đã dặn mình iPad hay là không mình không nhớ, thì anh em có thể chủ động nhắn tin cho mình nhá. Đấy, hai con này thì nói chung là hàng gọi là nét căng rồi, đẹp keng zin áp rồi. Đấy, pin toàn cao thôi anh em ạ. Pin toàn 98-100 thôi. Đấy, thì sạc ít lần mà rẻ hơn được hàng mới rất chi nhiều luôn. Con này khác chả khác gì mới, vẫn nguyên siêu nguyên hộp nguyên box cho anh em nhé. Đây này, nguyên siêu nguyên hộp cho này cho anh em này, mình vừa khui ra này, nguyên siêu nguyên hộp cho tất cả mọi người luôn nhá. Đây, con này còn trắng lại thế này, cũng nguyên siêu nguyên hộp cho tất cả anh em đây. Đấy, anh em nào mua thì mình tặng lại anh em hộp luôn, anh em thích lấy hộp cũng được, mà không lấy thì cũng không sao anh em nhá. Bình thường hộp thì mình gửi cho anh em luôn được đấy, để cho nó vừa vỡ đỡ vỡ mà lại bảo đảm bảo máy cho anh em. Thì mọi người ưng con nào thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất chi nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video ngày hôm sau. Bye bye, chào tất cả anh em nhé.